Vâng, lời nói đầu tiên thì Thanh Dũng xin kính chào tất cả quý vị, một lời chào thân thương và trân trọng nhất. Vừa để tiếp theo chương trình thì Thanh Dũng xin gửi đến quý vị ba câu dụng cụ, bài hát được mang tên Về đâu mái tóc người thương, mời quý vị thích lên. Yeah.
đó đâu đời anh.